野戦だ。調子に乗るなよ、加藤氏。Heyo, what's up? Chào mừng năm cho anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đơ Mơ Gaming trong tựa game Huyền Thoại Lăng Lá, và chúng ta đang ở phiên bản China. Đập vào mắt anh em đó là hình ảnh của chị Tatsunade trong một phiên bản hoàn toàn khác, và chúng ta sẽ đến với phiên bản này. Thì giới thiệu với các bạn, đây là một chị Tatsunade phiên bản đang ở trong Bách Hào Ấn à? Vâng ạ. Mình nhớ không nhầm thì nó là Bách Hào Ấn thì phải các bạn, và đây gọi là chị Tatsunade trong phiên bản Bách Hào Thuật nha các bạn nhá. Hình ảnh rất đẹp, một phiên bản của chị Tat rất khác, nhưng mà hơi đáng tiếc của cái hình tượng này các bạn, hình tượng của một nam nhân. Anh em nhá, hình tượng gồng cơ bắp lên và đập tay vào bóp tay này, nhìn nó nam nhân và che đi mất bộ đôi quái vật của chị. Che mất hai đầu của chị rồi anh em ạ. Đầu trên thì không che, nhưng hai đầu dưới thì đã che mất. Quái vật ba đầu Tatsunade che mất đi, làm đi nó mất đi cái vẻ gì nhỉ, vẻ đẹp của chị nha anh em nhá. Giá như mà hình tượng các bạn làm một cái hình tượng khác, bỏ đôi tay đi ra, đúng không anh em, khoe được ba đầu nó ra thì nó có phải đẹp đẽ hay không. Và chúng ta cùng xem qua chi tiết về chị Tatsunade nhá. Đây là chị Tat phiên bản mới nhất xuất hiện ở bên server Trung Quốc. Lâu lâu mình có nhảy vào đây xem thì thấy chị Tat ở đây. Vậy chúng ta sẽ cùng xem qua xem qua cái hoạt ảnh chiêu thức của chị Tat nha các bạn nhá. Đây là chị Tat thường này, đây là Orochi, và tiếp theo chúng ta thấy có Zira nhé các bạn nhé. Vậy chị Tat là có gì nhở, chị Tat có ấn này, chiêu thức này các bạn này. Tấn công đơn lẻ mục tiêu hàng sau à, không biết là hàng sau hay là tấn công mục tiêu thấp máu nhất này các bạn nhỉ. Mình nghĩ chắc là tấn công mục tiêu hàng sau thôi, vì con gì nhở Ochi các bạn nhìn thấy là nó đang ít máu hơn, nhưng mà chị Tat không tấn công mà lại tấn công vào đằng sau các bạn. Chị Tatsunade Bách Hào Thuật tấn công vào đằng sau, khả năng cao là tấn công hàng sau nha anh em nhé. Đây anh em sẽ xem qua một lượt về hoạt ảnh chiêu thức. Chính xác rồi, tấn công hàng sau nhé các bạn nhé. Tấn công đơn thể mục tiêu hàng sau có choáng, tiêu thụ điểm ấn. Anh em nhìn thấy có 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm ấn tất cả anh em nhé. Mình gọi cái điểm vàng vàng trên đầu gọi là điểm ấn nhé các bạn, giống như cái ấn Bách Hào Thuật mà chị đang thi triển vậy. Chúng ta nhìn thấy có 7 điểm ấn. Lúc đầu thì không có, bị đối phương đánh thì nó sẽ lên ấn, sau đó tiêu thụ hết ấn các bạn. Mỗi lần tung tuyệt kỹ thì sẽ tiêu thụ ấn các bạn nhé. Mình gọi cái này là tung tuyệt kỹ chứ không phải tung bí kỹ này anh em nhé. Thêm một lần nữa có đổi trạng thái các bạn nhé. Sau khi mà tiêu thụ hết ấn thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chị Tatsunade sẽ đổi trạng thái và lại tích lại ấn lại từ đầu nhé các bạn nhé. Khi mà nhận sát thương lại lên ấn, hay làm nào lên ấn các bạn. Vậy là nhận sát thương, vậy là sát thương sẽ lại lên ấn nhé các bạn nhé. Lên được 7 ấn. Lên 7 ấn thì lại tung tuyệt kỹ và lại đổi trạng thái nhé các bạn nhé. Vậy là nó dạng như kiểu cứ reset các bạn. Mình hình dung là giống như chị Tatsunade reset lại hai cái trạng thái của mình nhé. Anh em nhìn không? Một trạng thái mặc áo này. Đây là trạng thái mặc áo và một trạng thái cởi áo nhé các bạn nhé. Nó nhìn nôm loa qua thôi. Chúng ta cũng chưa dịch thuật về chi tiết bộ kỹ năng của chị Tatsunade Bách Hào Thuật nữa các bạn. Nhưng mà nhìn qua chúng ta đã biết rồi. Rất ngầu. Và giờ chúng ta sẽ xem đấy là toàn bộ hoạt ảnh chiêu thức cũng như là trạng thái đổi trạng thái ấn của chị nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua thông số. Từ chất 3S cơ anh em ạ. Mình đầu tiên mình cứ nghĩ đây chỉ là một cái phiên bản nâng cấp của Tatsunade mà thôi, nhưng không, đây là một phiên bản nâng cấp cao cấp hơn nữa, phiên bản cao nhất, đó là từ chất 3S nha anh em nhé. Từ chất 3S dành cho chị Tat ở phiên bản Bách Hào Thuật. Những thông số cơ bản này các bạn nhìn thấy là công 78.000, đây không phải là công anh em, sorry, đây là HP 78.121. Công 12.064, thủ 3.742, tỷ lệ bạo 0. Cái này thì anh em phải lắp đồ và trang sức hay là gì nhỉ? Ấn nhé, các kiểu linh tinh vào thì mới lên tỷ lệ bạo các bạn nhé. Ngoài ra đây những cái thông số chi tiết, cái này thì mình quên mẹ mất nó là cái gì rồi. Anh em vào phiên bản Việt Nam xem nhé. Có hai cái chỉ số 0%, không biết là chỉ số gì. Ở chỉ số 3 và chỉ số 456. Ở đây chúng ta có 8 chỉ số tất cả, thì đây chỉ số 3 và chỉ số 6 là đang 0%, mình không biết hai chỉ số là gì. Các bạn có thể đối chiếu phiên bản Việt Nam để chúng ta có cái nhìn nó rõ ràng hơn về chị Tatsunade Bách Hào Thuật này anh em nhé. Nào, cùng đến với duyên này các bạn. Duyên chúng ta nhìn thấy có 3 duyên. Duyên đầu tiên với đệ nhất Hashirama nha các bạn nhé. Duyên đệ nhất, duyên Hokage các bạn, chắc là duyên của Hokage. Duyên thứ hai các bạn nhìn thấy đó là Sakura nha các bạn nhé. Đây là Sakura. Sakura này là Sakura, cũng hình như là cũng là Bách Hào Thuật thì phải các bạn. Anh em nhỉ, Sakura có cái viền vàng này thì không phải là Sakura tư chất thấp đâu, mà là Sakura tư chất là SS nha các bạn nhé.
Nó giống như con Orochi này các bạn. Mà chắc là phiên bản Sakura này chưa ra mắt ở bên Việt Nam ra đâu, đúng không? Đây chắc là duyên thầy trò, duyên thầy trò đúng không? Đây là duyên đồng môn, à đây là duyên duyên Hokage đúng không anh nhá? Cũng có thể gọi là đồng môn được, nó cùng là Hokage mà các bạn. Đây là duyên thầy trò với người học trò cực kỳ lép. Nếu như sư phụ mẹ là quái vật ba đầu thì học trò Sakura không có cái mẹo gì anh em nhá, lại tivi màn hình phẳng. Hơi đáng tiếc. Và duyên thứ ba đây là duyên của, đây mới chính gọi là đồng 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 nghiệp ấy. Đây gọi là đồng nghiệp đấy các bạn, đó là Orochi nhé các bạn ấy. Mình nhớ không nhầm thì hình như là có Orochi này, Jiara này và Tatsunade, như là bộ ba cái thời giống như ở bộ ba của Naruto, Sasuke và Sakura vậy các bạn, đúng không? Đây được bộ ba phiên bản trước và bộ ba phiên bản sau ấy, kiểu như vậy nhé các bạn nhé. Thì chúng ta nhìn thấy có ba cái duyên này đều 25% ở khả năng là duyên công tất nhé các bạn nhé. Mặc dù chị là hệ núi này, hệ thủ và thuộc loại kỹ năng nhé các bạn nhé, không phải loại công hay loại thủ mà loại hệ kỹ năng nhé các bạn nhé. Kỹ năng và núi nhé các bạn nhé. Đây là bí kỹ 1 thì gần như là giống nhau hết các bạn nhé, tăng công HP 5%. Bí kíp số 2, bí kíp số 3 thì nó phụ thuộc. Bí kíp số 2, bí kíp số 3 nhìn khá là giống nhau các bạn nhé. À không, khác nhau các bạn, nó chỉ giống hình ảnh thôi. Anh các bạn nhìn cái chữ nó viết trên này, một cái loại là tên là 3 4 chữ và một loại tên là 3 chữ. Hiệu ứng nó khác nhau các bạn nhé. Cái này mình chưa dịch ra thì mình chưa biết cái hiệu ứng của nó là cái gì. Chắc là 3% cái gì đó tỷ lệ thủ hay là gì đỡ đỡ gì đó. Và đây là 5% tỷ lệ gì đó các bạn nhé. Nói chung là cái bí kíp của chị thì rất ít dòng các bạn, rất ít nhưng mà khá là chất lượng anh em nhé. Còn đây là chiêu thức đó, chiêu thức thì mình chưa dịch nên mình chưa biết như thế nào, khá là dài. Chiêu thức thì anh em vừa xem qua thì anh em có thể có một cái nhìn nó khá là rõ ràng đấy các bạn nhé. Đó, đây là chiêu thức của hệ của chị này các bạn này, đúng không? Chiêu thức chị của chị Tatsunade Bách Hào Thuật anh em nhé. Đây, giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn về chi tiết hoạt ảnh này. Đây các bạn nhìn đây, trạng thái đầu tiên đấy các bạn nhé, không có ấn đây, 7 điểm ấn chưa sáng nha các bạn nha. Và đang mặc áo, đây mình gọi là trạng thái 1 đi, đang mặc áo anh em có thể nhìn thấy. Đó, sau khi mà ăn tuyệt kỹ thì sẽ lên ấn nha các bạn nha. 6 ấn, đó. Lên 7 ấn. 7 ấn thì khi dùng tuyệt kỹ này các bạn này, sẽ tiêu thụ điểm ấn nha các bạn nha. Đang có 7 ấn này. Mỗi lần dùng tuyệt kỹ sẽ tiêu thụ 2 điểm ấn các bạn nhìn không? Còn có 5 ấn này. Và tấn công đơn thể mục tiêu hàng sau có hiệu ứng choáng nha các bạn nha, hồi phục. Chị tác có hồi phục, đúng là loại trâu bò anh em. Tăng cơ mà các bạn nên có hồi phục nhé các bạn nhé. Đấy, cứ mỗi lần tấn công thì sẽ tiêu thụ 2 điểm ấn. À, có hai trạng thái nhé các bạn, không lên điểm ấn. Ở mỗi trạng thái thì lên max được tối đa 7 điểm ấn thôi. Và bắt đầu vào trạng thái lên đến max thì bắt đầu lại tiêu thụ về max anh em nhé. Tiêu thụ hết thì bắt đầu mới lại tích lại ấn nhé các bạn nhé. Đấy, lại tiêu thụ thêm 2 điểm ấn nữa kìa các bạn. Tiêu thụ thêm 2 điểm ấn đấy các bạn. Đó, bây giờ còn 2 điểm ấn cuối cùng nhé các bạn. Các bạn nhìn này, không lên được ấn đấy các bạn nhé. Chỉ nhận ấn một lần duy nhất. Sau khi phát này có khi đánh này, các bạn nhìn này, tiêu thụ nốt này, đánh vào thằng đằng sau này, có hiệu ứng choáng không? Chết luôn, không có choáng. Đấy, biến đổi anh em nhìn không? Anh em nhìn thấy biến đổi không? Chị làm một cái ấn mà biến đổi sang một trạng thái khác, trạng thái không mặc cái áo choàng ở ngoài nữa nhé các bạn nhá. Đấy, và lại bắt đầu tích lại điểm ấn này các bạn nhìn không? Tích lại điểm ấn anh em nhìn thấy không? Tích lại điểm ấn đến từ vị trí của Tatsunade, bắt đầu tích lên 7 điểm để bắt đầu lại tiêu hết nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn không? Lại tích 7 điểm mà lại bắt đầu tung tuyệt kỹ. Đó. Lại tích 7 điểm, lại tung tuyệt kỹ anh em, tích 7 điểm xong lại tiêu. Tích 7 điểm xong lại tiêu anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Không biết là sau cái trạng thái này nó có biến đổi về trạng thái cũ không anh em nhé. Đây trạng thái này đang trạng thái cởi áo. À lại biến đổi về trạng thái cũ này các bạn này. Đây là trạng thái lúc đầu ấy các bạn đúng không? Trạng thái kia là trạng thái cởi cái áo này ra rồi nhé các bạn. Các bạn để ý cái áo của chị Tatsunade đang mặc này. Đây là trạng thái lúc đầu ấy các bạn này. Đấy. Đây là trạng thái lúc đầu anh em nhé. Anh em nhìn cái dáng đứng là sẽ biết được đúng không? Đã xem kỹ hơn cho các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ xem kỹ hơn này. Có hai trạng thái đấy các bạn nhé. Tát hai trạng thái. Đây các bạn nhìn không? Đó. Có hai trạng thái. Mình cứ gọi là trạng thái 1 và trạng thái 2 nha các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn không? Đây là trạng thái đầu tiên này. Tích lên này. À tích lên đủ 7 điểm ấn thì mới bật sang trạng thái. Đây anh em nhìn không? Đấy mặc áo vào rồi đấy anh em nhìn không? Lúc đầu là cởi áo, sau đó tích lên 7 điểm thì sẽ chuyển sang mặc áo. Dạng như kiểu là tích đủ ấn thì sẽ bật cái trạng thái Bách Hào Thuật lên đấy các bạn, đúng không? Tích đủ 7 điểm thì sẽ lên trạng thái Bách Hào Thuật. Và sau đó sẽ tiêu thụ điểm ấn để tấn công kẻ thù, gây sát thương hàng sau. Sát thương đơn thể một mục tiêu hàng sau. Và gì nhỉ? Có hiệu ứng choáng các bạn nhé.
mình nhìn có hiệu ứng choáng, khả năng hồi phục của chị Tát thì kinh khủng như thế nào chắc là không phải giới thiệu quá nhiều nữa, anh em nhìn là biết. Mẹ từ não hồi máu mẹ như hồi máu theo giây luôn các bạn. Đấy anh em nhìn hồi mỗi lần 600 ca máu. Chính là Tát này đi với gì ở Zera tiên nhân vừa ra mắt ở Việt Nam ấy, có khi khá hay ấy, một con tấn công gì ở mục tiêu thấp máu nhất này. Một con tấn công có phải mục tiêu thấp máu nhất không anh em? Đó, hai con đơn thể mục tiêu đấy các bạn. Hệ phong nhưng mà con này không đi cùng được. Con này hệ núi các bạn. Khác hệ đấy các bạn ạ. Đấy anh em nhìn không, mặc áo vào rồi đấy. Tí lại cởi áo ra bây giờ. Anh em nhìn không, đang mặc áo nhá. Đấy, dùng tiêu thụ nốt điểm ấn này, chuyển sang trạng thái cởi áo này. Anh em nhìn này, biến đổi trạng thái. Đấy, anh em nhìn không? Đó, anh em nhìn không? Biến đổi trạng thái. Trạng thái đứng anh em nhá. Vừa nãy trạng thái là nó hơi khủng phòm phòm nó, bây giờ nó đứng thẳng đấy. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy hai trạng thái đến từ chị Tatsunade Bách Thảo Thuật này các bạn nhá. Trạng thái là chưa là bật ấn, trạng thái là chưa bật ấn nhá các bạn nhá. 7 điểm này, bắt đầu bật ấn này, bắt đầu bật ấn này các bạn nhìn này. Ấy. Ấy, sang trạng thái bật ấn. À, vậy là có hai trạng thái, một trạng thái thường và trạng thái Bách Thảo Thuật nhá các bạn nhá. Lên đủ điểm ấn thì chị sẽ tích đủ 7 điểm ấn thì sẽ biến đổi trạng thái sang Bách Thảo Thuật các bạn ạ. À. Sau khi tiêu thụ hết thì lại về trạng thái bình thường nhé các bạn nhá. Đấy, mình chỉ, mặc dù mình chưa thèm dịch thuật bộ kỹ năng của chị Tatsunade này đâu, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được, xem hai lần thì chúng ta có thể hình dung được toàn bộ chi tiết về bộ kỹ năng của Tatsunade này các bạn. Cái dịch thuật thì nó chỉ là cái thông số, thêm những cái thông số ví dụ như là tấn công gây thêm bao nhiêu phần trăm tấn, gây bao nhiêu phần trăm sát thương và có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ choáng chẳng hạn, đúng không? Cho thì xem này rồi các bạn có thể đoán hình dung đoán ra được bộ kỹ năng chi tiết của chị Tát rồi, đúng không anh em? Tích vào cái là không có điểm ấn nào, nhận sát thương, nhận sát thương phải là tuyệt kỹ, không biết là tuyệt kỹ hay là cả sát thương thường nữa thì sẽ lên ấn như các bạn, chắc là cả sát thương thường nữa thì mới lên đủ ấn để mới có thể biến đổi sang trạng thái như các bạn nhé. Đấy, hết ấn này các bạn, hết ấn lại về trạng thái thường này các bạn nhìn không, các bạn nhìn này, nhìn kỹ này, không có bất kỳ một cái ấn nào của Bách Thảo Thuật ở trên người như các bạn nhé, không có những cái vết vằn ở trên mặt, trên tay, trên áo như các bạn nhé. Khi tích tủ 7 điểm không biết đánh thường có lên ấn không ạ. Đánh thường không lên đấn các bạn, phải ăn tuyệt kỹ như thế này thì mới lên đấn đấy các bạn này. 7 điểm này, bắt đầu biến đổi này. Ấy, biến đổi em gì đâu. Người bắt đầu có văn vết vết đây rồi. Chính xác rồi. Chính xác rồi anh em nhá. Và chính xác là chúng ta có một cái nhìn nó rõ ràng, cực kỳ rõ ràng về chị Tatsunade Bách Thảo Thuật rồi. Hàng ngon đấy các bạn, từ chất 3S. Ui, mẹ thế này mà đi với gì nhỉ, cụ đệ nhất Hishirama nữa thì đứng hàng trên thì con nào đục cho nổi các bạn. Hai con SS này đứng cạnh nhau thì con nào đục cho nổi các bạn. Dã mà, nói chung là meta thì game mà các bạn gacha thẻ tướng thẻ bài mà, cho nên nó mỗi lần ra một con từ chất 3S như thế này nó sẽ thay đổi meta đấy các bạn nhé. Chả có con gì là mạnh vĩnh viễn cả, chả có con gì là bá chủ cả đúng không các bạn. Nếu mà bây giờ mà so sánh chị Tatsunade Bách Thảo Thuật này với cụ đệ nhất Hishirama chẳng hạn đúng không, thì cụ không là gì đâu các bạn đúng không, vì cụ ra cách đây tầm khoảng mấy tháng rồi, có khi ra cách đây 5-6 tháng rồi thì làm sao mà so lại được với Tatsunade Bách Thảo Thuật này nữa đúng không anh em. Đó, anh em này nhìn thấy phải ăn tuyệt kỹ mới lên ấn nhé các bạn nhé. Đấy các bạn nhiều Zira và tuyệt kỹ thì lên được 2 ấn, đánh thường không lên các bạn. Đánh thường, nhận sát thương đánh thường thì không lên, nhận sát thương của tuyệt kỹ lên ấn, nhưng mà Tatsunade đánh thường lại lên ấn đấy các bạn nhé. Lại 7 ấn này, đấy, lại sang trạng thái Bách Thảo Thuật và tung tuyệt kỹ, cú đá sấm sét, bồi thêm một cú đấm uy lực nữa. Combo đấm đá đến từ vị trí của chị Tatsunade đã kết thúc mạng của Zira rồi. Và đây là Tatsunade Bách Thảo Thuật từ chất 3SS. Vâng ạ, từ chất 3S, từ chất cao nhất của game anh em nhá. Hàng ngon, hàng xịn đây anh em ạ. Đúng không? Hàng ngon và hàng xịn đấy, không đùa được với chị Tatsunade đâu. Anh em có thể tham khảo nhá. Đó là toàn bộ về hoạt ảnh cũng như là chi tiết kỹ năng của chị Tát mà các bạn có thể tham khảo qua. Về dịch thuật chi tiết thì anh em tự dịch thuật thôi, đúng không? Mình xem qua như thế là mình có thể đoán ra được bộ kỹ năng của chị rồi, đúng không? Xem qua là chúng ta có thể đoán được cái bộ kỹ năng của chị nó như thế nào rồi. Mấy cái này thì chắc là không xem được rồi các bạn. Ngày 21 này. Hôm nay ngày 21 rồi mà chắc là không xem được. Đấy, các bạn nhìn nào. Mấy cái này tận ngày mười mấy nên là chúng ta không xem được anh em. Nó tận ngày mười mấy rồi nên là không xem được anh em. Ok đây, clip này thì mình cũng xin phép tạm dừng ở đây thôi. Clip này chúng ta chỉ giới thiệu về chị Tatsunade mà thôi, một trong những con hàng khá là chất lượng thời điểm hiện tại, vừa ra mắt ở bên server QQ đây anh em, nên là chắc là con bài ngon nhất thời điểm hiện tại rồi. Anh em hình dung là cứ game thẻ bài gacha thì con nào mẹ mới ra mắt thì con đấy là chùm, là cái chắc, đúng không? Cứ con nào mới ra mắt thì con đấy là chùm, nó phải thay đổi meta liên tục thì mới gọi là gì nhỉ, câu kéo được người chơi.
mới câu được tiền đúng không? Chả nhẽ mẹ giờ ra một con mẹ mày dụ Naruto chắc là kiểu vĩ bá tư mẹ đầu game đến late game đến game sập thì mẹ ai ai đầu tư chơi những con khác nữa đúng không anh em? Cho nên là cứ mỗi con một con ra bắt thì kiểu gì nó cũng sẽ nét ngầm những con kia đi nha. Ví dụ nó sẽ nét ngầm mấy con kiểu như ở Sasuke Taka này, nét ngầm gì nhở Naruto chắc là kiểu vĩ này, nó sẽ nét ngầm hết đi gọi nhé. Hoặc là nó sẽ bút sức mạnh của mấy con này lên cao rất ngớt ngưởng lên để cho mấy con kia không bao giờ có cửa ăn được bọn này đâu các bạn. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Clip giới thiệu về một nhân vật mới, nhân vật 3S tiếp theo của server China. Và không biết bao giờ nó mới về Việt Nam anh em, còn rất lâu nữa. Không biết là có kịp về hay không. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và bye bye. Đúng không nhỉ? Server Việt Nam thì sắp tới là ra mắt con Nagato. Mà còn lâu lắm anh em ạ. Nếu mà để ra con này nó phải 5-6 tháng nữa cơ. Ngon nha. Vì hiện tại ở bên này nó cũng ra khá là nhiều rồi. Nên là chắc là anh em phải chờ đợi khá lâu ấy. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và bye bye.